Thanh Trì có bánh cuốn ngon, có gỏ ngũ nhạc, có con sông Hồng. Thanh Trì là một làng vào loại cổ nhất của Thăng Long, Hà Nội xưa. Theo truyền thuyết thì vào thời Hùng Vương, An Quốc, con trai thứ 18 của vua Hùng đã từng tới đây dạy dân cày cấy và lập nghiệp bằng nghề làm bánh cuốn. Giữa một vùng toán ao hồ rộng lớn, món đồ ăn dân dã mang hương vị đặc trưng của nền văn minh lúa nước đã ra đời như vậy. Bánh được làm từ gạo ngon, xay mịn, tráng mỏng tang như tờ giấy, thoa thêm chút hành phi. Chỉ đơn giản như vậy nhưng từ bao đời nay, món ăn dân dã này đã trở thành món ẩm thực nổi tiếng và là niềm tự hào của người dân nơi đây. Ngày nào cũng vậy, cứ tầm 3 giờ chiều là cả ngôi làng lại thơm nức mùi gạo bột, mùi hành phi, mùi bánh cuốn đặc trưng của làng nghề. Ông Bùi Văn Nguyện, Phó Chủ tịch phường, đưa tôi đi thăm các hộ làm bánh cuốn lâu năm của làng, đồng thời phổ biến nội quy cho bà con. Chào bác ạ. Có một mình cô làm đây ạ? À? Giờ này nhân viên thì về rồi. Nhà bác này bác đi làm thương hiệu là chiều chiều đang đói mà đi qua cái đấy bác trắng này là anh em chẳng gì ra qua đâu. Không thể đi qua đây nổi. Không quay vào. Đấy anh em mình phải dừng lại đây rồi đấy. Vâng, chào bác. Vâng, xin chào. Rồi bác trắng nhiều chưa? Bán trắng được vâng. Nhiều rồi. Thế bác... mình làm đơn đặt đây hả cô? Làm đơn đặt đây, đặt hàng, người đơn đặt hàng đây. Nhìn thì rất đơn giản, nhưng thực ra cái gì nó phải có kỹ thuật riêng. Nhà bác nói chung là tất cả nhà tráng bánh. Con trai, con gái, con dâu, con rể, nhà tôi hai ông bà già như này vẫn tráng bánh. Nói chung vẫn cứ giữ nghề bánh cuốn, chứ nếu mà không thì mai một đi phải yêu nghề mới làm được. Phải kiên trì, chứ bánh cuốn nhiều người cứ bảo là làm trông thì còn dễ, nhưng mà thực tế ra là khó. Ai nhìn cũng bảo mỏi tay nhưng mà cũng không mỏi mấy. Quen rồi. Mấy chục năm làm thì... Để giữ được cái nghề bánh cuốn này, mình vừa tôn vinh cái nghề của mình nữa, thì cũng không phải là ở đâu cũng có thể làm được. Như bánh cuốn Thanh Trì, có những gia đình chụp và đang tráng bánh mà để chuyển sang cả nước ngoài. Và thậm chí có những hộ gia đình mà đến bây giờ mà có các cái tour của chủ yếu là của nước ngoài mà của bên châu Âu là người ta vẫn về thường xuyên, là người ta muốn trải nghiệm được tráng và được thưởng thức ngay ở tại quê hương. Đây là mà bọn anh đang muốn là duy trì lại được tất cả làng nghề chúng ta để phát triển còn rộng và sâu hơn nữa. Bánh cuốn Thanh Trì trước hết phải chọn gạo, không phải là gạo mới mà là gạo cũ nhưng mà nó khô, nó dốc và bánh. Thứ hai là hành lá khi mới dầu thơm đặc trưng, ăn bánh vào nó rất là vừa. Nhà chị làm 4 đời rồi, đời chị là đời thứ 4 rồi. Thế ạ? Thế chị làm được bao nhiêu năm rồi ạ? Chị mở cửa hàng phải 20 năm, còn nếu mà để mà tiếp xúc với bánh cuốn thì từ năm 12 tuổi là mẹ chị đã cho chị học rồi. Sớm đấy ạ. Khó nhất là bánh cuốn này là cháu phải chọn gạo này, hai nữa là xay bột, khi mà pha bột này là thì làm sao mà pha cho nó vừa phải thôi, chứ không pha loãng quá mà cũng không pha đặc quá thì mới tráng được. Là tráng là nó loãng quá là không cất được. Lưu ý nhất là cái khi mà bánh này này mình tráng này này mà nó phồng lên này, nó chín như này này thì là bánh nó cất lên thì là nó chín, nó ngon. Làm bánh cuốn này là phải sạch sẽ mà cẩn thận, không có tí nước nào. Khi mà bóc ấy là mình phải đi găng tay vào cho nó vệ sinh. Con mình thấy có cả kinh nghiệm bột như thế kia là con cũng cháu biết không, nếu như ngày chủ nhật nhà bác phải 3 chậu như này. Đấy, cứ ngồi ngày dòng dã cả ngày ngồi như này thay phiên nhau ba mẹ con. Đấy, với cái cháu nhìn xem đấy, không có một cái nào rách nhá, không nhanh tay nhá thì không thể nào tráng. Thí dụ cháu vâng 5 cân thịt 3 cân lá đây. Thế tại sao bác vẫn lựa chọn việc là tráng bánh cuốn bằng tay ạ? Tráng bằng thủ công này bao giờ là nghề của các cụ để lại cho mình, không thể nào mai mốt được. Bác đã phải lật ngược lại không? Từ bà nội bà ngoại thì thực ra là bánh cuốn này nhà thì đông người nhưng mà mỗi người mỗi việc. Vâng. Ừ. Từ sắp gạo thay bột nhập rau phi hành. Bánh cuốn Thanh Trì là coi từ xưa đến nay các cụ có cả cuống mà nó có hương vị của khác với cả bánh cuốn mọi nơi. Đâm ra là nó ngon là ngon ở cái cặp con cặp cuống này này. Mùi vị như thế nào? Mùi vị nó thơm mà nó thơm mát.
mà thơm ngon. Ăn tí rau cho nó khỏi ngấy. Em ăn thử chả quế. Dạ vâng, em thơm mùi quế mà. Thế cái này bây giờ mình sẽ làm như thế nào? Cho vào nước em chấm. Ăn thì em bắt thêm một tí quất nữa cho nó có cái mùi vị cái của quất mà. Là, cảm ơn ạ. Trong quá trình chế biến thì nhà anh đã có cả cuống rồi. Đây là cả cuống để nguyên con để mọi người, để bọn em hình dung cho nó dễ. Mới đây, chuyên trang du lịch nổi tiếng của Úc đã đưa món bánh cuốn Việt Nam vào top 10 món ăn ngon hấp dẫn nhất thế giới và khuyến khích các du khách nên thử. Và có lẽ chính bởi sức lan tỏa đó mà thời gian gần đây đã có rất nhiều đoàn khách nước ngoài đến đây với mong muốn được trải nghiệm món bánh cuốn chứ danh tại ngôi làng này. Một khách trong ăn thịt lớn nha, ba khách nha. Ba khách đây em để ở nhất. It's right. When we get right meal, we continue wait about 2 hours to for the water to flow. Mô hình nhà mình thì đã làm mà từ năm 2010 đến bây giờ là được 13 năm rồi. Mình cũng đi học ý, các thứ thì sau khi học xong thì mình nghĩ là mình về mình làm cái công việc này, thứ nhất là duy trì cái nghề này, thứ hai là cái nghề này thì mình cũng chủ động về thời gian, mình có thể chăm sóc được gia đình. Cách làm của mình nó chín bằng hơi nước, rồi chín bằng cất một rất là đơn giản, từ que, từ tre này, từ lá chuối thôi, mình cũng có thể cuốn được cái bánh rất là ngon. Sau đợt dịch thì bắt đầu là cái ngành du lịch của Việt Nam mình cũng hồi rồi, cũng đã đón được nhiều khách quốc tế. Thế nên là hiện tại thì gia đình cũng đón cũng tương đối nhiều và cũng là hình thức là để giới thiệu cho từng khách một về cái món ăn nó rất là tinh tế, nó rất là nhẹ nhàng. Họ thích bởi vì là họ làm, họ cũng rất là ngạc nhiên vì là một chút gạo, một chút thịt máu, mỗi thứ một chút mình cũng có thể cuốn được cái bánh rất là ngon mà họ thấy hương vị rất là riêng. Bánh cuốn Thanh Trì tinh túy từ gạo. Làm bánh cuốn trắng tay rất thú vị. Tôi rất vui khi ở đây và có trải nghiệm tuyệt vời như thế này. Tráng bánh cuốn tay thật thú vị. Tôi nghĩ bánh cuốn rất ngon và tuyệt. Tôi sẽ chấm cho món này điểm cao đấy. Mình là gái lăng Thanh Trì mà, thế nên ra là cái nghề này đầu tiên là mình thích làm, thứ hai là mình cũng muốn duy trì nó. Mình vẫn muốn là rất nhiều các du khách, rất nhiều người đều được biết cái cách làm cái bánh cuốn này làm như thế nào để bánh cuốn được ngon, được sạch, để mọi người có thể thưởng thức. Và mình cũng muốn là giới thiệu thật nhiều các nước họ đến đây họ để thưởng thức cái món ăn này. Wow. Good. Is this right?
Cái vung này nó bị cái gì? Không ngoài bên này. Hà Nội tự hào khi có nhiều món ăn truyền thống được bạn bè quốc tế yêu thích. Và bánh cuốn, đặc biệt là bánh cuốn tráng tay Thanh Trì, vẫn là một trong những thức quà mà bất cứ du khách nào đến Việt Nam cũng đều muốn một lần được thưởng thức. Bác làm được hơn 40 năm rồi. Khoảng 20 năm rồi. Phải đến 30-40 năm rồi. Năm thứ 25 rồi. Còn tôi cũng như nhiều thực khách Hà Nội có thể ăn bánh cuốn hàng ngày, nhưng ngày hôm nay sẽ là lần đầu tiên tôi trải nghiệm tráng bánh cuốn thủ công, hay còn gọi là tráng bánh cuốn tay.